Hello, xin chào cả nhà. Em quá chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Trước là gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em test một con em màn hình DVD, con này là 7 inch ha, ngoại hình máy móc nguyên zin hết. Con này nó có ba cái, là một cái là nắp, là thiếu cái nắp này nha, hai là thiếu luôn cái nắp pin này nữa, xài pin ở trong nó thì không có pin nha. Không biết có pin không, người ta em chưa thử nữa, không biết cái trong máy nó chắc không có pin đâu. Em gục à, rồi là con này không có pin nha. Rồi con này là AV in ok ha, kết nối được ha. Giờ em sẽ hát đầu đĩa. Đầu đĩa thì hát nó bắt buộc là phải đè cái nút này nó mới hát được nha, tại nó thiếu cái nắp rồi. Mắt còn tốt lắm nha. Con này là kết nối TV này, nó có hình nè, hình màu nè. Ok nha. Buông này ra là nó tắt ha. Rồi mày này là nước chuyển nè, cái này mình chuyển qua bấm nút lên nút xuống nè, media nè ha, qua là USB nè, đó ha, qua USB đó cho mình chỉnh nè. Còn cái này là lớn nhỏ nè ha, mình cộng trừ trên đây nè. Cái này mình có cái thịt, mình có thể kết nối âm ly được nha. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay chợ Top hay Messenger giùm em. Qua số điện thoại 0939 396 480. Con này là xoay màn hình được nhau hết. À, lắp lên ô tô cũng được, tạo cũng được ha. Có ống điếu á, em chuyển qua ống điếu thì to thêm 50.000 giùm em ha, nguồn á. Nói chung nguồn điện cũng 50, nguồn ống điếu cũng 50.000 ha. Muốn chuyển qua nguồn nào thì em chuyển qua nguồn đó cho quý khách. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách của chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em ha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.